Văn phòng Chính phủ vừa có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, vừa an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 chỉ đạo hướng dẫn ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả. Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là cơ sở y tế, chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp, tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine. Các bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị nhà ga sân bay bến xe để mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5 k ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đà soát thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ người dân an sinh xã hội đảm bảo kịp thời hiệu quả đúng đối tượng theo quy định